vì làm lộ thông tin với giới truyền thông, Google bị hàng nghìn nhân viên biểu tình phản đối. Vào tuần trước, Google đã tuyên bố đình chỉ 2 nhân viên vì lỗi vi phạm chính sách công ty về việc truy cập và chia sẻ tài liệu nội bộ. Sau gần một tuần, các nhân viên Google đã đồng loạt đình công và tổ chức một cuộc biểu tình ở phía bên ngoài trụ sở công ty tại San Francisco. Các nhân viên bị đình chỉ là Lawrence Berland và Rebecca Rivers. Cả hai đã xuất hiện tại cuộc biểu tình mới đây để trình bày và gửi yêu cầu chất vấn tới lãnh đạo Google. Trước đó, người phát ngôn của Google tuyên bố những hành vi của Berland và Rivers đã gây ảnh hưởng xấu tới tập thể toàn công ty. Tuy nhiên, đồng nghiệp của cả hai đã khẳng định phát ngôn này hoàn toàn sai sự thật. Cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các giám đốc điều hành và các nhân viên đang ngày càng leo thang.